vàng vàng đó. Đây, đây, đây. Caramel, cái. Caramel gì vậy? Điền. Điền nặng hơn mỗi lần. Cái này thấp, khỏi leo ba ơi. Khỏi leo khỏe rồi. Wow, một trái nè. Hai trái nữa. Một trái nữa nghỉ. Rồi nghỉ quay. Trái nữa nghỉ quay nha. Mình chơi đồng các bạn. Đi ăn đồng mùa nước là dịch này dịch đẻ các bạn, dịch đẻ nguyên bầy đông quá đông từ đây lên tới kia luôn rồi. Dịch đẻ chạy đồng ngày ban ngày nó đi ăn, tối về chuồng phiêu giờ nó đẻ các bạn. Khi khuya lụm hộp ham lắm. Phải đó dần dần buổi khuya mình ghé chuồng người ta lụm mà mình quay lại. Mà bị dịch này không biết quay luôn. Mà dịch này đông quá đông. Cả ngàn con. Đi ăn đồng vậy đó, tốn đỡ tốn mồi bạn, đỡ tốn lúa, đỡ tốn thức ăn, dẫn mình dẫn cho ăn, mình ăn ít. Ham nhất là lúc lượm hộp đó bạn, lượm hộp vào giấc chốc phi á, khoảng 4-5 giờ người ta đi lượm hộp, lượm xong người ta thả ra cho ăn nữa, thả ra đồng đi ăn. Thank you.
cái lú hôm qua mình đặt các bạn. Hôm nay xe mình đi dở nè. Dở lên có được cái gì không nha. Nguyên một tay. Nguyên một tay luôn. Mấy con rồi. Được có mấy con. Mình quay lại coi, nổ xong quay lại. Cái con cầm một tay khó đổ quá. Nghe xong rồi các bạn. Được có nhiều mấy con cua như mấy con cá. Cũng đưa ra đủ được buổi ăn các bạn ơi. Đủ được buổi ăn ở quê. Mấy con cua này nó canh được nè. Mấy con cá nó kho. Làm được buổi ăn đó các bạn. Được mấy con cá nó kiếm bự nè. Như nằm con cua, như mới cá sạch nhiệt luôn. Rồi, tạm biệt cả nhà nha. Cả nhà cho mình bấm nút like và đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất từ kênh Chiếc Ba Trăm Nồi nha các bạn. Rồi, xin thành cảm ơn các bạn. Bye bye. Cha mình, mới nãy mình làm gì cha? Dăng lưới phải không? Được có nhiêu đó cả nhà ơi. Được có mấy con cá nhỏ xíu à. Có lẽ là cái mùa dịch này mình không có canh kỹ, cái bị mấy người ở ngoài ta vô ta xịt điện á, cá chết hết rồi. Không có được nhiêu cá hết trơn. Nướng trực tiếp trong lò củi luôn cả nhà. Mình không nướng rơm, mình tại vì hết rơm rồi, rơm mình để bón phân hết rồi.